viêm gan B thì uống cây cà gai leo có cần phải kết hợp thêm cây thuốc nào nữa hay không ạ? À? Và có cần phải kiêng sắt tanh hay không? Chào bạn, bệnh viêm gan B là căn bệnh có tỷ lệ người mắc hàng đầu ở nước ta hiện nay. Vì vậy, nắm được những nguyên tắc trong ăn uống, nguyên tắc trong việc điều trị bệnh viêm gan B có ý nghĩa rất là quan trọng. Theo các chuyên gia tại bệnh viện Vinmec thì khi bị viêm gan B thì việc bổ sung dinh dưỡng như là thịt, cá, trứng, sữa cho người bệnh là hết sức cần thiết, và đặc biệt là những bệnh nhân bị mắc viêm gan B mãn tính. Người bệnh viêm gan B thì cần chú ý là kiêng bia rượu, chất kích thích, không ăn quá mặn và hạn chế chất béo. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây cà gai leo không kỵ chất tanh. Do vậy thì có thể khẳng định rằng uống cây cà gai leo thì để điều trị bệnh viêm gan B thì chúng ta không cần phải kiêng chất tanh. Nên uống cây cà gai leo kết hợp với cây thuốc gì? Theo kinh nghiệm dân gian thì để điều trị bệnh viêm gan B thì bạn nên uống kết hợp cây cà gai leo với cây xạ đen và rễ cây mật nhân theo tỷ lệ là cây cà gai leo 30g, cây xạ đen 30g và mật nhân 10g. Sắc uống thay nước hàng ngày bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.